Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với trận giao đấu giữa kỳ thủ của đấu trường cờ Việt với kỳ thủ thuộc câu lạc bộ cờ tướng Phú Thọ. Đại diện cho đấu trường cờ Việt sẽ là một kỳ thủ nữ, người đã từng nổi danh trong lĩnh vực cờ tướng ở Việt Nam, Nguyễn Phi Liêm. Và kỳ thủ đại diện cho câu lạc bộ Phú Thọ là Lê Xuân Hùng. Trận đấu giao đấu này có thể thức khác với những trận đấu thông thường trong giải đấu của đấu trường cờ Việt. Đó là mỗi người chơi sẽ có 30 phút để thực hiện di chuyển quân cờ, tạo cơ hội cho các kỳ thủ có nhiều thời gian hơn để tính toán những nước đi sâu sắc hơn. Bây giờ thì cả hai kỳ thủ đã sẵn sàng ở vị trí thi đấu. Ván đấu đầu tiên bắt đầu. Trong ván đấu đầu tiên này, Nguyễn Phi Liêm cầm quân đen là người đi trước. Ở nước đi đầu tiên, chị đã thực hiện nước pháo 5 nhằm chiếm vị trí ở khu vực trung tuyến. Lê Hữu Hùng sẽ đáp trả bằng nước cờ nào trong phần khai cuộc đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Ván đấu đầu tiên đã bắt đầu và Lê Xuân Hùng trong phần khai cuộc, phần mở đầu của ván đấu anh đã có đôi phút chậm trễ trong việc mở quân. Tuy nhiên cũng không sao vì đây cũng chỉ mới là những nước đi đầu tiên. Quỹ thời gian của hai người chơi vẫn đang còn rất nhiều. Tôi xin được nhắc lại đây là trận giao đấu giữa kỳ thủ của đấu trường cờ Việt, Nguyễn Phi Liêm, Hà Nội, giao đấu với Lê Xuân Hùng, kỳ thủ của câu lạc bộ cờ tướng Phú Thọ. Mỗi người chơi sẽ có 30 phút để thực hiện những nước đi cờ của mình. Hai kỳ thủ cẩn trọng và chắc chắn trong những nước đi đầu tiên và dường như rất chú trọng tới việc khai cuộc một cách an toàn nhất. Ban tổ chức xin được cảm ơn công ty cổ phần in báo Thanh Hóa, Fgame cờ tướng úp.com, công ty cổ phần xây dựng cầu đường 5 Thanh Hóa, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Khang Long Giáp Bìa Gia là những đơn vị đồng hành cùng đơn vị, cùng đấu trường cờ Việt. Hình cờ lúc này cho thấy người chơi đến từ Phú Thọ, Lê Xuân Hùng, đang trồng pháo ở lỗ 5. Tuy nhiên cả hai cây xe của anh thì
chưa triển khai ở vị trí tấn công, trong khi Nguyễn Phi Liêm thì lúc này đã đưa cả hai cây xe đứng ở vị trí áp đảo. Lê Xuân Hùng đang thực hiện một thế trận rất đặc biệt, dồn tất cả những quân cờ mạnh của mình ở lỗ 5. Ưu thế lớn nhất của Nguyễn Phi Lim đó là việc đưa cả hai cây xe vào vị trí thuận lợi cho thế trận áp đảo. Với thế trận khai cuộc như hiện tại thì đây sẽ là một ván đấu rất khó đoán định tỷ lệ thắng thua ở những nước đi đầu tiên. Lê Xuân Hùng quyết định khai thông ở lỗ 5. Khu vực trung lộ, anh đặt rất nhiều kỳ vọng ở thế trận này. Tốt 5 tấn 1. Và đây là lúc người chơi Nguyễn Phi Liêm sẽ phải tính toán thiệt hơn ở thế trận này. Khác với thể thức của các trận đấu thuộc đấu trường cờ Việt, trận giao đấu sẽ xuất hiện vào những ngày cuối tuần và mỗi người chơi sẽ có 30 phút để thực hiện những nước đi cờ của mình. Nguyễn Phi Liêm đang đứng trước sự lựa chọn khi mà tốt 5 của Lê Xuân Hùng đã áp sát tốt 5 của Nguyễn Phi Liêm. Nói đến Nguyễn Phi Liêm thì những người trong lĩnh vực yêu thích môn cờ tướng hầu như đều đã biết đến danh tiếng của chị. Một nữ kỳ thủ xuất sắc trong làng cờ tướng Việt Nam. Cuối cùng thì Phi Liêm cũng đã đưa ra quyết định của mình. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem sau nước cờ xô sát này thì ưu thế sẽ thuộc về bên nào.
Quý vị và các bạn thân mến, trận giao đấu giữa Nguyễn Phi Lim, kỳ thủ của đấu trường Cờ Việt, gặp Lê Xuân Hùng, kỳ thủ câu lạc bộ Cờ Tướng Phú Thọ đang diễn ra và phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube đấu trường Cờ Việt. Lại thêm một nước di chuyển quân của Lê Xuân Hùng đang khiến Nguyễn Phi Lim phải hao tổn thời gian để tính toán. Bây giờ sẽ là thời điểm Nguyễn Phi Lim đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Chị đã thoái mã về, không lên tướng để tạo cơ hội cho pháo 7 bảo vệ mã 3. Chúng ta hãy xem quyết định trên của chị Nguyễn Phi Lim đã thực sự chính xác và hiệu quả hay chưa. Ban tổ chức chúng tôi xin được cảm ơn công ty cổ phần in báo Thanh Hóa, fgamecờtuongup.com, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Khang Long Giáp Bìa Gia, công ty cổ phần xây dựng cầu đường 5 Thanh Hóa là những đơn vị đồng hành cùng game show đấu trường Cờ Việt. Trong thời gian tới thì ban tổ chức đấu trường Cờ Việt sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hơn các trận giao đấu giữa các kỳ thủ của đấu trường Cờ Việt với các kỳ thủ thuộc các câu lạc bộ và các địa phương trong cả nước. Quý vị và các bạn thân mến, vòng đấu thứ hai game show đấu trường Cờ Việt đã kết thúc và chúng tôi đã tổ chức bốc thăm để phân cặp những trận đấu ở vòng đấu thứ ba. Sau đây là 32 cặp đấu. Cặp đấu thứ nhất, Nguyễn Tiến Cường Hà Tĩnh gặp Hoàng Mạnh Thắng Phú Thọ. Nguyễn Đức Lợi Quảng Ninh gặp Nguyễn Anh Quỳnh Hà Nội. Nguyễn Văn Hải Hà Nội đối đầu với Vương Đình Trúc Quảng Ninh. Phạm Ngọc Cương Hà Nội đối đầu với Trịnh Văn Phương Tây Ninh. Phạm Viết Duy Đà Nẵng gặp Nguyễn Quốc Hưng Đồng Nai. Nguyễn Thăng Long Hà Nội gặp Nguyễn Văn Đệ Nam Định. Nguyễn Trung Kiên Hà Nội gặp Nguyễn Văn Tung Hà Nội. Dương Phi Huy Thành phố Hồ Chí Minh gặp Phí Mạnh Cường Hà Nội. Phan Anh Tuấn Phú Thọ gặp Đào Duy Khánh Quảng Ninh. Đỗ Sĩ Đăng Hà Nội gặp Phạm Trường Lâm Hà Nội. Nguyễn Văn Nho Vĩnh Phúc gặp Lương Quang Huy Hà Nội. Nguyễn Hữu Hòa Phú Thọ gặp Phạm Quang Minh Hà Nội. Nguyễn Ngọc Quân Hưng Yên gặp Đào Quý Đôn Vĩnh Phúc. Đinh Quang Hưng Hà Nội gặp Hoàng Khắc Tuấn Hà Nội. Nguyễn Văn Bóng Hải Dương gặp Dương Đức Thịnh Phú Thọ. Nguyễn Minh Hưng Bắc Ninh gặp Phạm Văn Hiền Bắc Ninh. Hoàng Đức Mạnh Phú Thọ gặp Võ Văn Hoàng Tùng Đà Nẵng. Nguyễn Duy Long Hải Phòng gặp Đào Thị Thủy Tiên Quảng Ninh. Đinh Xuân Quyết Hà Nam gặp Đỗ Huy Trung Đắk Nông. Lê Văn Lưu Hà Nội gặp Trần Nhà Sáng Thành phố Hồ Chí Minh. Lưu Khánh Thịnh Hà Nội gặp Nguyễn Quốc Tiến Hải Phòng. Trương Văn Thi Hải Dương gặp Lê Hải Ninh Hà Nội. Đinh Trung Kiên Thành phố Hồ Chí Minh gặp Nguyễn Phi Liêm Hà Nội. Đỗ Quốc Trung Hải Phòng gặp Nguyễn Huy Tùng Hà Nội. Nguyễn Trọng Khang Hà Nội gặp Trương Đình Vũ Huế. Phùng Quang Điệp Hà Nội
gặp Hoàng Thanh Thản Nghệ An, Trịnh Thúy Nga Quảng Ninh gặp Nguyễn Anh Mẫn Đà Nẵng, Nguyễn Thanh Hùng Bắc Giang gặp Đỗ Huy Hậu Đắk Nông, Đào Anh Đăng Hà Nội gặp Nguyễn Quốc Bình Đồng Nai, Nguyễn Mạnh Tuấn Phú Thọ gặp Chu Tuấn Hải Hưng Yên, Phạm Tuấn Ngọc Hà Nam gặp Lê Xuân Hùng Phú Thọ và Nguyễn Hoàng Long Hải Phòng gặp Dương Đình Trung Bắc Ninh. Trên đây là danh sách 32 trận đấu ở vòng đấu thứ 3. Và bây giờ chúng ta trở lại với trận giao đấu. Nguyễn Phi Liêm lúc này vẫn đang có được một thế trận cân bằng với đối thủ của mình. Và lúc này thì người chơi Lê Xuân Hùng đã khắc phục được những hạn chế của mình sau phần khai cuộc. Đó là việc anh đã đưa cả hai cây xe vào vị trí thuận lợi cho thế trận kết hợp giữa phòng thủ và tấn công. Và lúc này thì người chơi Lê Xuân Hùng vẫn đang dồn những quân cờ mạnh để tấn công trực diện vào trung lộ với việc góp mặt của hai cây pháo ở lộ 5, xe và mã ở lộ 6. Khác với các trận đấu thuộc khuôn khổ game show đấu trường cờ Việt, các trận giao đấu sẽ mỗi người chơi sẽ có 30 phút để thực hiện những nước di chuyển những quân cờ của mình. Với quỹ thời gian lớn như vậy, các kỳ thủ sẽ có cơ hội để đầu tư những tính toán của mình cho nước đi có chất lượng cao hơn. Và hy vọng với thể thức này thì Nguyễn Phi Liêm sẽ phát huy được những phẩm chất của mình đối với môn cờ tướng khi mà chỉ cần nhiều thời gian hơn để đầu tư cho nước đi của mình. Lê Xuân Hùng trong phần khởi động di chuyển quân cờ đầu tiên, phần khai cuộc, anh rất chậm, đã bỏ lỡ mất khoảng 1 phút. Tuy nhiên lúc này thì anh lại đang chiếm ưu thế hơn về thời gian, thì còn tới 24 phút. Nguyễn Phi Liêm còn 18 phút 24 giây. Cuối cùng thì Nguyễn Phi Liêm cũng đã đưa ra quyết định pháo 7, tiêu diệt tốt 3 của đối thủ. Ván cờ đầu tiên của trận giao đấu đã đi vào chung cuộc. Lê Xuân Hùng đang thực hiện kế sách trồng pháo ở lộ 5 đầy bí hiểm và những tính toán mà người chơi Nguyễn Phi Liêm cần phải đặc biệt lưu ý.
Lê Xuân Hùng, một trong những kỳ thủ hàng đầu của câu lạc bộ cờ tướng Phú Thọ, đang đối mặt với một Nguyễn Phi Liêm, một kỳ thủ nữ xuất sắc trong làng cờ tướng Việt Nam. Thế trận cho đến thời điểm này vẫn đang cân bằng, cho dù Lê Xuân Hùng đã mất hai tốt. Và với diễn biến như vậy thì đây sẽ là một ván đấu tiếp tục duy trì sự bất ngờ và bí ẩn, khi chưa thể có ưu thế nghiêng về bất cứ bên nào. Như vậy, thế trận trồng pháo năm của Lê Xuân Hùng đã khai hỏa. Và như vậy, đó là một màn xô xát đổi quân vẫn đang cân bằng, cho dù Nguyễn Phi Liêm đã hơn đối thủ hai tốt. Chắc chắn đây sẽ là một nước di chuyển quân mà Nguyễn Phi Liêm sẽ đầu tư rất nhiều trí tuệ. Ban tổ chức chúng tôi xin được cảm ơn công ty cổ phần in báo Thanh Hóa, fgamecatuong.com, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Khang Long Giáp Bìa Gia, công ty cổ phần xây dựng cầu đường 5 Thanh Hóa là những đơn vị đồng hành cùng game show đấu trường cờ Việt. Cả hai kỳ thủ đang thực hiện những nước đi cờ rất chính xác và chắc chắn. Với thế trận như thế này, chưa thể nói được bên nào sẽ là giành ưu thế và có chiến thắng ở trận đấu này. Hình cỡ hiện tại, nếu tiếp tục những màn xô xát diễn ra thì cơ hội có một kết quả hòa là rất lớn.
Nếu có kết quả hòa thì ván thứ hai Lê Xuân Hùng sẽ là người đi trước. Và như vậy thì ưu thế sẽ thuộc về Lê Xuân Hùng. Ván đấu đầu tiên trong trận giao đấu giữa Nguyễn Phi Lim và Lê Xuân Hùng đang diễn ra khá cân bằng. Tới thời điểm này, Lê Xuân Hùng đã dồn được những quân cờ mạnh của mình về phía cánh trái và đang thực hiện những nước cờ nhằm áp đảo đối thủ, khi mà Nguyễn Phi Lim bên phía cánh phải đang yếu hơn so với phần phòng thủ chắc chắn bên cánh trái. Lê Xuân Hùng luôn luôn chiếm ưu thế về thời gian trên bàn cờ. Đúng như dự đoán của Lê Xuân Hùng đang tấn công mạnh về phía cánh.
khu vực trung lộ, Phi Liêm đã đưa tốt 5 vượt sông tiến gần tới khung thành của Lê Xuân Hùng. Chúng ta hãy cùng chờ xem những nước đi tiếp theo, liệu Lê Xuân Hùng có tấn công và dứt điểm thành công đối thủ ở hình cờ hiện tại hay không. Nếu không dứt điểm được đối thủ ở hình cờ hiện tại thì chắc chắn Nguyễn Phi Liêm sẽ phản công hết sức nguy hiểm dành cho Lê Xuân Hùng. Nguyễn Phi Liêm tiếp tục triển khai tấn công. Mã 9, tấn 8. Thời gian của hai kỳ thủ đang khá cân bằng nhau. Nguyễn Phi Liêm còn 10 phút 25 giây. Lê Xuân Hùng còn 11 phút 50 giây. Lê Xuân Hùng đang quyết tâm tấn công giành ưu thế và chiến thắng khi mạnh dạn dồn hết những quân cờ mạnh của mình về cánh phải của Nguyễn Phi Liêm. Và lúc này thì Nguyễn Phi Liêm cũng đang sử dụng bộ ba xe pháo mã của mình để có một thế trận áp đảo và có thể kết thúc ván đấu với chiến thắng thuộc về chị. Như vậy là Nguyễn Xuân Hùng đã phải thoái xe về để gia tăng hàng phòng thủ. Kế sách tấn công dứt điểm phía cánh phải của Nguyễn Phi Liêm về phía cánh phải của Nguyễn Phi Liêm của Lê Xuân Hùng đã không thành công. Và lúc này thì người chơi Nguyễn Phi Liêm lại đang có được một thế trận tấn công rất nguy hiểm. Ván đấu đầu tiên đang diễn ra với thế trận cân bằng và diễn biến thì vô cùng kịch tính. Cả hai kỳ thủ đều có những tính toán riêng của mình, những cạm bẫy liên tục được đưa ra và chúng ta đã thấy rằng Lê Xuân Hùng và Nguyễn Phi Liêm đã đang thực hiện một kế sách cân bằng giữa phòng thủ và tấn công. Cho đến lúc này thì dường như cả hai kỳ thủ đều đã không để xuất hiện những nước cờ sai lầm. Nguyễn Phi Liêm có đôi chút ưu thế thì hơn đối thủ hai cây tốt và lúc này chị cũng đã đưa cây tốt 5 của mình sang phần sân của đối phương. Cuối cùng thì Lê Xuân Hùng cũng đã thoái pháo về. Như vậy mưu kế tấn công về phía cánh phải của Nguyễn Phi Liêm tới thời điểm này đã kết thúc. Anh đã đưa những quân cờ mạnh của mình trở về vị trí để cân bằng giữa phòng thủ và tấn công.
mã 2 tấn 3. Nếu Lê Xuân Hùng đổi mã với đối thủ thì Nguyễn Phi Lim sẽ có cơ hội đưa cây tốt 3 của mình vượt sông để liên kết với cây tốt 5. Một màn xô sát nữa đã diễn ra. Lê Xuân Hùng đã đi cây tốt 1, tiến lên một bước và chúng ta sẽ chờ xem Nguyễn Phi Lim có sử dụng cây tốt 3 của mình để tiến thêm một bước nữa hay không. Nguyễn Phi Lim rất chắc chắn, chị đã thoái pháo 7, tạo cơ hội để cho cây mã 8 của mình phát huy ưu thế. Ngay lập tức Lê Xuân Hùng đã phát hiện ra điều này, anh bình xe về lỗ 2 để áp chế cây mã 8 của đối thủ. Lê Xuân Hùng đã di chuyển cây tượng 7 tấn 5 để khống chế hướng tấn công của cây tốt 3.
Nguyễn Phi Lim đang tấn công dồn dập. Những nước cờ đang gây ra rất nhiều khó khăn cho Lê Xuân Hùng. Và tại thời điểm này thì khung thành của Lê Xuân Hùng đang báo động dữ dội. Hùng ở ván đấu đầu tiên, thời gian lúc này anh đã hoàn toàn lép vế so với đối thủ. Bây giờ thì Nguyễn Phi Lim không phải bộ ba xe phá mã mà là bộ tứ xe phá mã tốt, đang gây ra những khó khăn vô cùng lớn cho Lê Xuân Hùng. Tốt 7 của Nguyễn Phi Lim lại tiếp tục xung chất. Rất khó cho Lê Xuân Hùng rồi. Tới lúc này thì theo phán đoán của cá nhân tôi, Nguyễn Phi Lim đã có tới 85% cơ hội giành chiến thắng. Lê Xuân Hùng vẫn đang còn ván đấu thứ hai, với ưu thế sẽ là người đi tiên. Bây giờ thì cây tốt 4 của Nguyễn Phi Lim đã phát huy uy lực. Bây giờ thì không phải là 85% mà 90% cơ hội giành chiến thắng đã thuộc về kỳ thủ của đấu trường cờ Việt. Nguyễn Phi Lim đã giành chiến thắng trước kỳ thủ câu lạc bộ Phú Thọ ở ván đấu đầu tiên. Xin chúc mừng chị. Không sao, Lê Xuân Hùng vẫn đang còn ván đấu thứ hai, khi anh sẽ là người cầm cờ đi trước. Bây giờ không để quý vị và các bạn chờ lâu, chúng ta sẽ đến ngay với ván đấu thứ hai trong trận giao đấu giữa kỳ thủ đấu trường cờ Việt Nguyễn Phi Lim và kỳ thủ câu lạc bộ cờ tướng Phú Thọ Lê Xuân Hùng. Ván đấu thứ hai bắt đầu. Lê Xuân Hùng cầm quân đỏ là người đi trước. Anh đã đưa pháo về lỗ 5. Quý vị và các bạn thân mến, ban tổ chức đấu trường cờ Việt sẽ thường xuyên tổ chức các trận giao đấu giữa kỳ thủ đấu trường cờ Việt với kỳ thủ các câu lạc bộ cờ tướng trong cả nước. Thể thức của trận giao đấu là mỗi người chơi trong từng ván đấu sẽ có 30 phút để suy tính nước di chuyển quân của mình. Đó là điểm khác biệt của những trận giao đấu khác với những trận đấu thuộc khuôn khổ đấu trường cờ Việt. Ban tổ chức xin được cảm ơn công ty cổ phần in báo Thanh Hóa, Fgame cờ tướng úp.com, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Khang Long Giáp Bìa Ra, công ty cổ phần xây dựng cầu đường 5 Thanh Hóa là những đơn vị đồng hành cùng game show đấu trường cờ Việt. Ở ván đấu đầu tiên, Nguyễn Phi Lim là người cầm quân đen đi trước và đã giành chiến thắng rất thuyết phục. Đây là ván đấu thứ hai,
Lê Xuân Hùng, thành viên câu lạc bộ cờ tướng Phú Thọ cầm quân đỏ, đang là người đi trước. Phần khai cuộc đang diễn ra với tốc độ khá nhanh. Quý vị và các bạn thân mến, vòng đấu thứ hai game show đấu trường cờ Việt đã kết thúc. 64 kỳ thủ sẽ có mặt thi đấu ở vòng đấu thứ ba. Kết quả bốc thăm các trận đấu ở vòng đấu thứ ba như sau: Nguyễn Tiến Cường Hà Tĩnh gặp Hoàng Mạnh Thắng Phú Thọ, Vũ Đức Lợi Quảng Ninh gặp Nguyễn Anh Quỳnh Hà Nội, Nguyễn Văn Hải Hà Nội gặp Vương Đình Trúc Quảng Ninh, Phạm Văn Ngọc Cương Hà Nội gặp Trịnh Văn Phương Tây Ninh, Phạm Viết Duy Đà Nẵng gặp Nguyễn Quốc Hưng Đồng Nai, Nguyễn Thăng Long Hà Nội gặp Nguyễn Văn Đệ Nam Định, Nguyễn Trung Kiên Hà Nội gặp Nguyễn Văn Tung Hà Nội, Dương Phi Huy Thành phố Hồ Chí Minh gặp Phí Mạnh Cường Hà Nội, Phan Anh Tuấn Phú Thọ gặp Đào Duy Khánh Quảng Ninh, Đỗ Sĩ Đăng Hà Nội gặp Phan Trường Lâm Hà Nội, Nguyễn Văn Nho Vĩnh Phúc gặp Lương Quang Huy Hà Nội, Nguyễn Hữu Hòa Phú Thọ gặp Phạm Quang Minh Hà Nội, Nguyễn Ngọc Quân Hưng Yên gặp Đào Quý Đôn Vĩnh Phúc, Đinh Quang Hưng Hà Nội gặp Hoàng Khắc Tuấn Hà Nội, Nguyễn Văn Bóng Hải Dương gặp Dương Đức Thịnh Phú Thọ, Nguyễn Minh Hưng Bắc Ninh gặp Phạm Văn Hiền Bắc Ninh, Hoàng Đức Mạnh Phú Thọ gặp Vũ Văn Hoàng Tùng Đà Nẵng, Nguyễn Duy Long Hải Phòng gặp Đào Thị Thủy Tiên Quảng Ninh, Đinh Xuân Quyết Hà Nam gặp Đỗ Huy Trung Đắk Nông, Lê Văn Lưu Hà Nội gặp Trần Nha Sáng Thành phố Hồ Chí Minh, Lưu Khánh Thịnh Hà Nội gặp Nguyễn Quốc Tiến Hải Phòng, Trương Văn Thi Hải Dương gặp Lê Hải Ninh Hà Nội, Đinh Trung Kiên Thành phố Hồ Chí Minh gặp Nguyễn Phi Liêm Hà Nội, Đỗ Quốc Trung Hải Phòng gặp Nguyễn Huy Tùng Hà Nội, Nguyễn Trọng Khang Hà Nội gặp Trương Đình Vũ Huế, Phùng Quang Điệp Hà Nội gặp Hoàng Thanh Thản Nghệ An, Trịnh Thúy Nga Quảng Ninh gặp Nguyễn Anh Mẫn Đà Nẵng, Nguyễn Thanh Hùng Bắc Giang gặp Đỗ Huy Hậu Đắk Nông, Đào Anh Đăng Hà Nội gặp Nguyễn Quốc Bình Đồng Nai, Nguyễn Mạnh Tuấn Phú Thọ gặp Chu Tuấn Hải Hưng Yên, Phạm Tuấn Ngọc Hà Nam gặp Lê Xuân Hùng Phú Thọ, Nguyễn Hoàng Long Hải Phòng gặp Dương Đình Trung Bắc Ninh. Trên đây là 32 cặp đấu diễn ra ở vòng đấu thứ 3 game show đấu trường cờ Việt sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày mai Chủ nhật, ngày 5 tháng 5 năm 2019. Trở lại với trận giao đấu giữa Lê Xuân Hùng Phú Thọ gặp Nguyễn Phi Liêm Hà Nội. Lúc này thì trên bàn cờ chúng ta thấy cây tốt 7 của Lê Xuân Hùng đã san sông áp sát cây pháo 2 của đối thủ. Và chúng ta hãy chờ xem Nguyễn Phi Liêm sẽ quyết định như thế nào. Chị đã không tiêu diệt cây tốt 7 của đối thủ mà sử dụng cây mã của mình để tiêu diệt cây mã 5 của Lê Xuân Hùng.
chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Lê Xuân Hùng lại cực kỳ đam mê môn cờ tướng và thường xuyên giao đấu với các kỳ thủ thuộc câu lạc bộ cờ tướng Phú Thọ. Nguyễn Phi Liêm là một kỳ thủ nữ xuất sắc trong làng cờ tướng Việt Nam. Chị đã giành được những giải thưởng lớn tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất vẫn của các kỳ thủ nữ mà khán giả vẫn thường cho ý kiến là lực cờ so với các kỳ thủ nam thì dường như có những điều bất lợi hơn.
thủ Lê Xuân Hùng. Trong khi đó, kỳ thủ Nguyễn Phi Liêm cầm quân đen đi sau. Và với việc đã giành chiến thắng trong ván đấu đầu tiên thì kỳ thủ Nguyễn Phi Liêm chỉ cần có một ván đấu hòa là sẽ giành chiến thắng chung cuộc trong trận thi đấu ngày hôm nay. Trong khi đó thì kỳ thủ Lê Xuân Hùng nếu như muốn giành chiến thắng trong cặp thi đấu ngày hôm nay thì anh sẽ buộc phải giành chiến thắng trong ván đấu thứ hai để kéo ván đấu về ván đấu cơ chớp. Như vậy đến đây kỳ thủ Nguyễn Phi Liêm đã chơi xe 9 bình 8, xuất động nốt con xe của mình. Và mặc dù đi sau, tuy nhiên lúc này kỳ thủ Nguyễn Phi Liêm lại đang hơn đối thủ một con tốt bài. Bù lại thì kỳ thủ Lê Xuân Hùng với việc đi trước thì anh đã có thế quân rất đẹp. Quân mã có thể tiêu diệt quân pháo bất cứ lúc nào. Và quân pháo lỗ 7 cũng rất linh động. Và kỳ thủ Lê Xuân Hùng quyết định chơi xe 3 tấn 1. Mục đích là ngăn chặn nước cờ xe 8 tấn 6 đến từ kỳ thủ Nguyễn Phi Liêm. Và đến đây sẽ đến lượt kỳ thủ Nguyễn Phi Liêm sẽ đi quân. Đã cùng chờ xem kỳ thủ Nguyễn Phi Liêm sẽ tiếp tục đi quân như thế nào. Và nhận thấy quân tốt ở lỗ 5 không có quân bảo vệ thì ngay lập tức kỳ thủ Nguyễn Phi Liêm chơi pháo 8 tấn 5. Sử dụng quân xe bắt trực tiếp quân tốt 5 của kỳ thủ Lê Xuân Hùng. Sau khi tiêu diệt được quân tốt thì có thể sử dụng quân pháo 4 mình vào lỗ 5, cũng gây ra rất nhiều nguy hiểm cho kỳ thủ Lê Xuân Hùng. Khác với các trận đấu chính thức của game show đấu trường cờ Việt thì trận đấu giao hữu giữa hai điểm cầu đấu trường cờ Việt và điểm cầu Phú Thọ thì hai kỳ thủ sẽ có 30 phút để suy nghĩ cho một ván đấu của mình. Và đến đây kỳ thủ Lê Xuân Hùng sẽ là người đi quân. Nếu như muốn bảo vệ tốt 5 thì anh có thể suy nghĩ đến những phương án như chạy mã hoặc tấn pháo lên để giữ tốt đầu. Và đơn giản nhất thì đến đây kỳ thủ Lê Xuân Hùng cũng có thể tấn mã để đấu bớt quân pháo. Và lúc đó thì quân xe sẽ bảo vệ được quân tốt 5. Vâng, tuy nhiên đấu quân thì sức tấn công từ kỳ thủ Lê Xuân Hùng sẽ giảm đi đáng kể. Và ván đấu thứ hai là một ván đấu buộc phải thắng của kỳ thủ Lê Xuân Hùng. Nên anh đã không muốn điều đó xảy ra. Cho nên nước cờ vừa rồi, kỳ thủ Lê Xuân Hùng dùng xe giữ tốt. Tuy nhiên, anh đã chạy mã bằng nước, mã 6 thoái 7, thay vì mã 6 tấn 8, đấu pháo ngay. Và sẽ lại tiếp tục đến lượt kỳ thủ Nguyễn Phi Liêm đi quân. Nước cờ mã 6 thoái 7 vừa dùng xe bảo vệ quân tốt, đồng thời kỳ thủ Lê Xuân Hùng cũng còn đang dùng con pháo 7. Bắt trực tiếp con mã 3 của kỳ thủ Nguyễn Phi Liêm. Nên đến đây kỳ thủ Nguyễn Phi Liêm cũng cần phải lưu ý đến con mã 3 của mình. Được như vậy, với việc chỉ cần ván đấu hòa thì kỳ thủ Nguyễn Phi Liêm đã chủ động rẽ pháo vào 2 bình 3, yêu cầu đối thủ đổi xe. Vâng, một kỳ thủ Lê Xuân Hùng pháo 7 tấn 4 đấu pháo trước. Nếu như kỳ thủ Nguyễn Phi Liêm còn tấn xe đấu xe thì vẫn còn nước tấn mã ăn lại xe. Như vậy để đơn giản hóa thì kỳ thủ Nguyễn Phi Liêm quyết định đấu xe ngay. Sau này vẫn có thể tượng 5 tấn 3 ăn pháo. Và nếu như mã còn tấn lên bắt pháo thì mã 3 vẫn có thể tấn 4 để bắt lại mã.
Vâng, như vậy với việc chỉ cần đánh hòa thì bản đấu này đang có rất nhiều ưu thế cho kỳ thủ Nguyễn Phi Liêm. Vâng, như vậy hai kỳ thủ tiếp tục đấu quân. Vâng, như vậy đấu nốt hai ma. Vâng, như vậy nhiều khả năng bản đấu thứ hai sẽ kết thúc với kết quả hòa, cũng đồng nghĩa với việc chiến thắng chung cuộc sẽ thuộc về kỳ thủ Nguyễn Phi Liêm. Đến đây thì chắc chắn sẽ đấu thêm một con tốt, và với lực quân một xe một tốt bên sĩ tượng thì sẽ không thể giành chiến thắng trước một xe bên sĩ tượng. Và bây giờ đơn giản nhất là bình xe ra cô xe tốt, như vậy sẽ không còn đường đánh cho kỳ thủ Lê Xuân Hùng. Không, như vậy kỳ thủ Nguyễn Phi Liêm cũng tấn tốt. Nước cờ sau nếu như có tấn tốt lên thì vẫn có thể bình xe ra cô lại. Vâng, như vậy đến đây có vẻ như cả hai kỳ thủ đều vẫn chưa muốn hòa, nên hai kỳ thủ vẫn di chuyển những nước cờ tiếp theo. Và nếu như tình trạng này cứ diễn ra và sau 40 nước cờ không ăn quân thì ván đấu sẽ tự kết thúc với kết quả hòa, đồng nghĩa với việc kỳ thủ Nguyễn Phi Liêm sẽ giành chiến thắng chung cuộc trước kỳ thủ Lê Xuân Hùng đến từ Phú Thọ. Ván đấu thứ hai đã kết thúc với kết quả hòa, và chung cuộc kỳ thủ Nguyễn Phi Liêm đã giành chiến thắng 3-1 trước kỳ thủ Lê Xuân Hùng. Thì chúc mừng kỳ thủ Nguyễn Phi Liêm, và cũng xin cảm ơn kỳ thủ Lê Xuân Hùng đã cống hiến đến quý vị và các bạn hai trận đấu rất hay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các trận đấu tiếp theo.